Cửa của Nam Lâm Chi Tháp vậy mà vẫn còn mở, điều này nói rõ người của Vũ Hóa Tông không chỉ có thể lợi dụng Nam Lâm Chi Tháp để tu luyện mà còn có thể ra vào Nam Lâm Chi Tháp. Hành động này mà không tôn trọng Thanh Mộc Nam Lâm đúng là hơi quá đáng. À, xíu thì quên, lúc này là thời gian đệ tử Nam Cốc Vũ Hóa Tông ta tu luyện, hai vị đợi ở đây một chút. Chu trưởng lão phải đợi bao lâu? Trước khi trời tối đó. Trước khi trời tối. Chu trưởng lão, chúng ta chỉ là vào Nam Lâm Chi Tháp, chẳng ảnh hưởng đến họ tu luyện, giờ vào không được sao? Sợ là không được. Tòa trận pháp này một khi mà di chuyển, bọn họ sẽ bị làm phiền. Nếu bị làm phiền, dễ gây tổn thương cho cơ thể, trách nhiệm này ta không gánh nổi. Khi tu luyện, an toàn nhất là quan trọng nhất. Bọn ta có thể đợi ở đây. Vẫn là Tư Không Trưởng lão hiểu chuyện. Nếu đã vậy, các ngươi đợi ở đây đi. Ta còn có chuyện phải xử trí, không bồi bạn nữa. Trưởng giáo không ra tiếp đã thì thôi đi, đến cả một trường không. Một trưởng lão cũng ngang ngược như vậy, Thanh Mộc Nam Lâm các người đúng là bị người khác khinh chê. Yên tâm đi, nếu ta đã là gia nhập Thanh Mộc Nam Lâm thì chính là đệ tử của Thanh Mộc Nam Lâm. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho người coi thường Thanh Mộc Nam Lâm phải hối hận. Bản lĩnh của nhóc người ta biết, chỉ cần ngươi trưởng thành thì Vũ Hóa Tông nhỏ nhoi này là thá gì chứ. Chỉ là ta thật sự không hiểu lão già tên Bách Lý Huyền Không đó trực tiếp truyền thủ đoạn của mình cho Thanh Mộc Nam Lâm là được, còn làm phiền như vậy. Các người lại sao lại tới đây? Các vị bạn hữu, lão phu là Tư Không Trưởng giáo của Thanh Mộc Nam Lâm, đây là đệ tử sở phong của tông ta, đến đây là muốn để cho đệ tử sở phong của tông ta vào trong Nam Lâm Chi Tháp lấy một món đồ. Nam Lâm Chi Tháp? Trưởng giáo tiền bối, ngươi có nhầm không? Nam Lâm Chi Tháp chỉ là cấm địa tông ta, người ngoài không được phép vào. Cái gì? Cấm địa của Vũ Hóa Tông ngươi? Lẽ nào trưởng giáo của các người không nói cho các người là ai đã tạo ra Nam Lâm Chi Tháp sao? Lẽ nào các người là không thấy bốn chữ to Nam Lâm Chi Tháp sao? Nam Lâm Chi Tháp là trưởng giáo đầu tiên của Thanh Mộc Nam Lâm ngài, Bách Lý Huyền Không sai. Nhưng này thì liên quan gì tới Thanh Mộc Nam Lâm ngài? Chỗ này nếu đó là nơi Nam Lâm tổ sư ta xây, đương nhiên là vật của Nam Lâm ta. Lời này người nói không đúng, thiên hạ chân bảo vô số, nhưng bất cỡ là ai tạo ra, chỉ cần giờ vào tay của ai thì là của người đó. Giờ Nam Lâm Chi Tháp là ở Vũ Hóa Tông ta, chứ không phải là ở Thanh Mộc Nam Lâm ngươi. Người nói Nam Lâm Chi Tháp là của người, sao người không nói Vũ Hóa Tông ta đều là của người? Đúng đó, từng gặp kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy không ai biết xấu hổ như vậy. Chờ vị tiểu hữu, Nam Lâm Chi Tháp này là của ai? Trong lòng trưởng giáo các người biết rõ, chưa đến lượt các người làm chủ. Hôm nay ta đến đây là thông qua sự đồng ý của Chu trưởng lão, vẫn mời chư vị tiểu hữu nhường đường cho. Chu trưởng lão, chuyện này không thể chỉ nghe lời của một mình ngài được. Nếu Chu trưởng lão bảo các người tới đây, vậy ngài hãy bảo Chu trưởng lão tới đây. Nếu như ngài ấy thật sự đồng ý với các người thì ta sẽ đỡ các người vào, không thì chúng ta không cho các người vào Nam Lâm Chi Tháp đâu. Các người ở đây đợi ta đi rồi về. Sở Phong, mấy tên đệ tử này kiểu gì vậy? Chu trưởng lão nên hiểu rõ. Hắn không nói rõ với những đệ tử này, lại dẫn các người đến đây xong đi luôn. Theo ta thấy là bọn họ cố ý gây sự đấy. Vũ Hóa Tông này đúng là không dễ đối phó. Còn nói đến việc sau khi ngươi lấy được tín vật, bọn họ có hay không? Giờ còn chán cho ngươi cơ hội để lấy được tín vật ấy chứ. Không sao, ta tự có cách. Tên này làm gì vậy? Này, dừng tay cho ta. Ngươi tưởng đây là chỗ nào thế? Đây là cấm địa của Vũ Hóa Tông ta, là nơi ngươi có thể tỉ sắp xếp trận pháp chắc. Đám phế vật, tới cho mình là đúng như các ngươi, có dám vào không? Ây dồ, ngươi đang dọa nạt bọn ta đó à? Đúng là không biết sống chết. Sống chết, muốn chết, vậy thì thành tội ngươi. Nhóc, ta không đánh cái vô danh tiểu tốt. Nói cho ta biết, ngươi tên gì? Hỏi tên ta là gì sao? Cái gì? Ngươi đang hỏi thái độ của ta đó à? Trước đó, ta sẽ cho biết ai là kẻ mạnh. Ngươi, tên khốn ngươi. Ngươi, khổ nạn, dám ra tay với ta. Hôm nay ngươi đừng hòng mà sống thoát.
đừng hòng mà sống thoát ra khỏi Vũ Hóa Tông. Ta có thể sống sót rời khỏi Vũ Hóa Tông hay không, không phải các ngươi nói là được, nhưng các ngươi có sống sót rời khỏi đây hay không thì do ta quyết định. Các ngươi có tin không, giờ ta có thể giết các ngươi, hơn nữa khiến cho các ngươi không còn xương thịt. Cảm giác này, quỳ hết xuống cho ta. Ha, nhìn dáng vẻ này của các ngươi, các ngươi không phải là phế vật thì là gì? Rõ cuộc ngươi là ai? Chúng ta không thù không oán với Thanh Mộc Nam Long, sao các ngươi lại làm vậy với bộ ta? Là ai? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta là Sở Phong. Hiện tại các ngươi tính mạng đều tả trên tay ta. Chư vị, không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Ta nghĩ nhất định các ngươi sẽ không cho người khác biết các ngươi đã bị đệ tử của Thanh Mộc Nam Lâm giáo huấn, đồng thời còn quay trước chúng, đúng không? Đây, đúng là như vậy. Nói chuyện ra ngoài, mặt mũi của bọn ta sẽ bị mất sạch, Vũ Hóa Môn cũng mất mặt. Vậy đi, các ngươi để cho ta vào tháp Nam Lâm, ta sẽ bí mật chuyện này. Nếu không, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện các ngươi quy đơn giản như thế nữa đâu. Được, chúng ta hứa với ngươi. Vậy là đúng rồi. Trị thương thế của các ngươi đi. Nếu không, bị người của Vũ Hóa Môn nhìn thấy, hỏi ra là bị ai đánh, chắc các ngươi sẽ không dễ giải thích đâu. Trưởng giáo đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Sở Phong, để ngươi đợi lâu rồi. Châu trưởng lão, có việc phải xử lý, nhưng để sắp xếp chỗ ở cho chúng ta rồi. Nay chúng ta ở một tối đã, đợi châu trưởng lão đã xong việc, chúng ta sẽ mời châu trưởng lão và một vài tiểu hữu giải thích chút chuyện. Vũ Hóa Môn cố tình làm khó ta, lấy tín vật trước, rồi nói. Trưởng giáo đại nhân, lúc ông rời đi, vì lời giải thích của ta, sư huynh sư tỷ của Vũ Hóa Môn đã hứa cho ta vào tháp Nam Lâm rồi. Sao, họ đồng ý rồi? Tờ không tiền bối, trước kia là ta sai, ở đây ta xin lỗi người, mong người tha cho chúng ta. Nếu chưa vị tiểu hữu đã cho phép, vậy Sở Phong vào trong đấy lấy đồ mà tiên tổ đã để lại đi. Được, đợi đã. Bái kiến tông chủ phu nhân. Tông chủ phu nhân. Tự không chuyện giáo liên quan đến giao hẹn của tiên tổ Vũ Hóa Môn với tiên tổ của Nam Lâm ta rất rõ. Nhưng cách biệt đã nhiều năm, Thanh Mộc Nam Lâm mãi không thể lấy được tín vật ở trong tháp Nam Lâm đó. Như thế chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Theo ta thấy thì tốt nhất đừng tới nữa. Việc này nói một câu dễ nghe thì mãi mãi không bỏ, nhưng nói khó nghe thì đúng là tự chuốc lấy nhục. Sao ngươi biết lần này Thanh Mộc Nam Lâm ta sẽ trở về trong thất bại? Dám nói chuyện với ta như vậy, có dự khi đấy. Ngươi chính là đệ tử chuẩn bị vào trong tháp Thanh Mộc Nam Lâm à? Xem ra khá tự tin đấy. Tư không trường giáo, chắc là ông đưa hắn tới. Vậy chắc chắn là ông có chút niềm tin với hắn. Nếu đã vậy, chỉ bằng chúng ta làm một hẹn giao dịch xem. Giao hẹn gì? Ta cho đệ tử của ông vào trong tháp Nam Lâm, nhưng đây là lần cuối. Nếu hắn lấy được tín vật ở trong tháp Nam Lâm ra thì thôi. Nhưng nếu như không lấy được, thì từ nay trở đi, tháp Nam Lâm sẽ thuộc về quyền sở hữu của Vũ Hóa Môn ta. Cũng tên là tháp Vũ Hóa, ông thấy sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được. Ta hứa với người. Được, nếu đã vậy thì ngươi đi. Bạch Nhược Trần, Tam Phẩm Võ Vương, bái kiến đại sư tỷ. Đại sư tỷ Nhược Trần, sao ngươi lại tới rồi? Mạo thần, tháp Nam Lâm này đến ta còn không đi lên đỉnh được, dựa vào đâu để hắn có thể